Did a test. The dinosaur so lazy. Don't brush the test on. Thôi đi ba, ngành này đéo có tiền đâu. Cái này xương mà. Xương của đủ thứ con. Biết đố mày tại sao mấy con dâu này nó chết. Tại vì ở đây người ta chán xi măng. Nó đi đéo được. Nó dính nó chết. Lúc đầu tao tưởng là con đực con cái chứ. Ai mà thấy cái sừng của con này không? Ờ. Nó đang chỉ vào tim của con kia. Đây toàn công nghệ không? Ê Vũ. Nè hồi xưa người ta nó vận chuyển vô nè. Hồi xưa nó nhỏ chứ hả? Không phải do mình chụp cái nó lớn mà. Mà cái này nè. Tại sao ta? Giờ đổ đi đâu? Mà quay đâu? Ủa? Sao phía sau nó có bàn chân? Mà phía trước đéo có. Xương này hầm canh. Hủ tiếu. Mấy bà bán hủ tiếu thích xương rồi đi. Một miếng thôi là hầm được cho canh tôm. Mà cái này giả mày ơi. Không, cái này giả. Nhựa. Ủa bà Bray rồi. Ủa giờ đi đâu? Đi đây hả? Này nãy bà kêu mình đi đâu? Đi coi mình đâu. Rồi bà đi đâu rồi? Đâu? Cô giáo của năm nha. Con có cái nhóm nào cũng tại mình không đi chung. Quê y dịch. Quê y dịch. Má. Dạ. Go watch the dinosaur. Oh, okay. And then when we turn back, we see no one. Okay. I told you we would meet in the Americas. America over there? The Americas over there? Yeah. He said to go that way. Okay. That's what he said. It's this way. Mở đi chúng nó kìa. Nó kêu đi this way kìa. The old dinosaur is upstairs, but this is new. And they say it's the most complete set of bones in any dinosaur that they have. Real? That's real. Some parts have been replicated. Mình nãy tao sợ tao thấy nó giả rồi, giờ nó siêu sập rồi. Bà biết nãy mày nhìn thấy hai con nào không? Hai con đó đó. Nè nè. Đây là hai con mày nói nè Vũ. Ừ. Yeah. Có. Con này nhỏ hơn, con kia nhỏ, lớn hơn. No eating.
vàng của bên này, màu xanh ở trên. Mấy cái nơi này là hình như là mấy cái nơi tìm cái khủng long. Quá. Đó, cái ngày rồi á. Ma mà nó còn mút nữa. Ma mút. Okay, it could be 2 million up to 10,000. So that's a lot. Nó biết. Nó như nó phủ cái lớp gì lên rồi. Cái hình như cái lớp ở cái con lỏng ngoài nó bôi ra. Mà nói như đúng rồi á. Ôi thề. Chán bỏ xứ ra. So these are all old tools that they found. Lỡ hồi xưa nè mày. Lỡ hồi xưa nè. Xương lợn. Ngồi thở. Bao dập. Game hả? Ở đây có mấy cái nút bấm nè. Đây nút bấm là hết à. Nè, magic nè. Đó, ra ra để tao bấm cái nút. Để đây đây đây. À, thảo vậy liền. Thảo thuật một nút bấm. Thế giới mới sẽ mở ra. Sao chứ mày giờ hả? Sao con mát mày. Công nhận Hoa Kỳ có khác ra chơi. Động máy ra chơi đi game nào lạc đàn đó ông nội. Tôi đã ôm một máy. Yes. No. Thử. Thử đi. Rồi. Rồi. You just enter the forest. Rồi bấm hai nút. Ít. Đeo tới. Rồi lại lại. Má hai thằng đi vi sinh để kịch. Mỗi lần này người ta mỏi tay luôn. Như cứt. Lạc thì cái ông nội. Nè, súng nè. Ủa hả? Hello. Nói chuyện ngu đi nha. Ủa trong này đẹp rồi. Mua để tôi chút nữa tôi chơi một cái gì cho má nấu canh. Chút nữa tao lượm một cái gì cho má nấu canh. À đỡ tốn. More.
ông này là tại vì đánh bạc nhiều quá nên hết tiền. Ông đánh bạc nhiều quá ông hết tiền. Còn tụi này là đang đánh bạc. Con thằng nhóc này là định lấy cục đá phang xuống đầu ổng cho ổng chết luôn cho rồi. Đánh dở quá. Thì đó, tao nói rồi đó, đó, đó. Rồi, à, thằng này là cho dây nặng lãi không? Thằng này cũng tơ, cũng tơ lắm. Cụ tơ để xiết cổ thằng nào mà không trả nợ á. Ông sẽ bị chơi con lăn. Rồi e cả con trả lăn của đôi. À, lịch sử mà tao mày nói như, y như là chuyện cổ tích vậy. Á lộn, á, chuyện cười vậy. Lạc đoàn trong nội. Rồi mình đi lên tiếp rồi. Hello. Chỗ người ta đang quay phim đừng biết che gì đúng rồi. Dạ, có gì dưới vậy? Đâu mày thở ra được. À cái này là cái phim kia rồi. Chú chỉ cho Thành thôi. Thử coi, thử coi nha. Của mình nó không có tác dụng hết được. Kệ cái thằng này kia, lá cây á. Bà nói ra ở đây vừa đồ hay ngon. Đây là Illinois xưa. Mày biết anh nghĩ tưởng cái gì không? Giật giống cái thằng cũng Trung Quốc đó. Phải phải phải. Nhắm tựa điểm nhảy dù dòng bất kỳ. Tính hết. Nhỏ này tính ra cũng sướng nha. Đi bưu dâm đâu cần đi bộ với mình đâu. Xe cũng như đẩy mẹ nó rồi. Thôi như thằng này nó trường lấy cái chân đẩy cho nó đẩy. Tao phán nhưng... Ừ, mày đưa cái chân lại đây tao đạp cho nó gãy rồi. Tao lấy cái xe tao đẩy mày hả? Bạn đi. Ô, được ngồi nữa. Ok. Đi xuân. Này là độ mắt bản đồ dòng sang hót nè. Đó, ở chỗ đó là gì biết không? Resort Paradise. Cái Paradise trong ấy. Ờ quên mày đâu chơi gì. Mà thứ sáu chơi không được. Được máy vô, tao có cái len nè. Tao có cái len nè, vô chơi với tao. Len game á. Cái dạng những cái nhóm á. Cái len là đủ á, dạng cái... Rồi là gì? Ừ, rồi đụng mấy cái len tao nó bị bột. Ừ. Còn nó rì bọt mày không chừa phát nào gì tỏ chơi PC. Thế là đâu. Ôi nhìn đã. Này là cấm thành rồi thưa. Này của Trung Quốc chắc luôn. Thế giờ đồ ơi của anh Trọng. Ờ đúng rồi anh Trọng. Thank you.
Nghe xếp hình nào. Nghe bố chim kỳ nè. Đây để có gì đó. Ba đồ cổ hồi xưa. Nhờ mày có cái Nokia không? Mày gán giữ á, cỡ ngàn năm nữa. Rồi mày đem vô đây. À, ôi nào ngờ nó nghĩ tới đó. Đây có chén dĩa xưa đập để về lấy cho má xài. Ông má xài. Đầu giống con rắn mày. Miệng con gì? Đây tao hỏi con rừng con trăng. Miệng giống con trăng. Ừ. Con này chân anaconda. Ôi sợ quá cái đó tao đi. Randy! Tofa! Randy stop! À, đây lấy chạy cái... A ver, quítate primero y luego me muevo. Okay, you can. Chờ tôi mày. Có tiền cổ không? Tao mua 1 ký rau, tao mua 1 ký nước cái gì? Chôm chôm tao ăn rồi. Không, tao nói đại á, cái này giống nhãn hơn á. Đây là trái vải nè. Ừ. Rồi cá. Ê, rồi cái này nó đi ra làm sao? Thuyền nè. Có một phần bày ra rồi tụi chim nó không có bay ha. Rất mệt quá. Ta muốn đi về ta ngủ chắc về. Ủa đồ máy rồi cái này đi ra sao? Ủa đi ra trước đi. Chút nữa tụi nó sẽ comment cho tao là đủ má thằng quay phim đéo có tâm. Thằng quay phim đéo có tâm nhất hệ mặt trời. Quay người ta đéo ít cắt gì hết. Video này các bạn sẽ thấy mình hơi bị chửi thề nhiều. Nhưng không, mình không có chửi thề, đó là nó tục. Nếu mọi người thông cảm với mình á. Tụi nó thiệt mấy ông đồ mới lớp 1, lớp 2 là để chụp chửi thề. Dư gió. Video này cũng 19 hay chục phút. Rồi thì phải cắt, buộc rồi. Tiếng nước chưa? Một văn hóa mà mình đi coi là thật. Văn hóa. Môn văn và môn hóa. Hồi xưa đi thi lý, đội tao kiểu yếu sinh lý. Tụi nó nhìn tao quá, nhìn. Mấy thằng này yếu sinh lý. Kiếm nào. Cái này là để sẽ ăn cho khủng long rồi. Đúng không? Cái này nó làm tao nhớ đến cái thằng gì trong Naruto. Đúng rồi. Cái thằng hồi xưa đó, Kimiraro. Không, cái thằng gọi là đúng rồi là nó bẻ xương nó ra. Okay.
biết tên tiếng Anh của con này là gì không? Mày biết không? Three horns. Three. Hai tầng. Đây như thế nào? Ờ, ai biết ở Việt Nam gọi? Tôi kịp à? Long ba sừng. Đây là cuộc đây. Tao giải thích cái bức câu bức nghệ nghệ của anh này à? Đây là hai. Tiền đâu, để xong đi nhậu luôn. Tôi muốn giống như con nào. Cảm ơn mọi người đã. Tại đứa mình cũng trẻ. Rồi, tôi thấy trước mắt là hoàn toàn một lần nữa rồi đó. Nè, Vũ à. Nó phải chết để dẫn đường cho mày biết. Mày đâu quá. Cái cái đâm tôi đi một tập. Không. Đù cái đất bị nổ. Ê mày, con này con gấu hay con chó? Bỏ đi. Mấy con nắp này gọi là bố chó. Danh từ mà của mấy thằng Việt Nam cái gọi bồ. Ngựa. Ủa sao mấy con này hồi xưa nhỏ vậy được? Tao mày nãy đi rồi mà. Lâu không? Quen thuộc hả? Không, không đúng. Chị, tao biết được. À, Zoro tập này. Thấy rồi, thấy rồi. Thấy được không? Mình ra nhanh đúng rồi, không mình. Ủa, ừ, tôi trình tắm. Mấy thu chuyện tắm là bạn không tắm đâu. Welcome back, young people. How are you? Đã cầu rồi. What? Yeah. Put on the YouTube. Who you be early? What? Who? Turn it. You hold the camera immediately. Yeah.